Với 80 triệu đồng thì các bạn có thể build được một bộ PC cháy như thế nào? Đầu tiên mình sẽ sử dụng con chip thế hệ mới nhất của Intel, Core i7-14700K với 20 nhân 28 luồng, xung nhịp tối đa 5.6GHz. Một con chip cực kỳ mạnh mẽ, cần tốt từ làm việc tác vụ nặng cho đến chơi game 4K. Đi cùng với đó là một chiếc mainboard cũng xịn sò không kém, MSI MBG Z790S Ti Max, hỗ trợ RAM DDR5 và Wi-Fi 7. Ngoài ra, em nó cũng sở hữu thiết kế VRM hàng đầu với tổng cộng 16 cộng 1 cộng 1 phay điện. Kế đến chính là chiếc tản ON360 Lienli Galahad 2 Infinity, màu trắng với phần bum cùng 3 chiếc fan cực đẹp mà hiệu năng thì cũng rất tuyệt vời. Sử dụng bộ đôi thanh RAM DDR5 nổi tiếng Dominator của Corsair với tận 64GB và bus lên đến 5600. Thêm một ổ SSD Gen 4 KC3000 của Kingston với dung lượng 1TB, tốc độ đọc ghi tối đa lên đến 7000. Đắt giá nhất chính là chiếc card màn hình Colorful RTX 4080 Super OC Vulcan, màu trắng 16GB RAM với rất nhiều đồ chơi đi kèm, kể cả chiếc màn hình LCD hiển thị cực kỳ mượt mà và hiệu năng khủng chỉ xếp sau mẫu 4090. Bộ nguồn được sử dụng là MSI MBG A1000 với 1000W Plus Gold và hỗ trợ sẵn PCIe 5.0. Và cuối cùng chính là chiếc vỏ cây NZXT H9 Pro, một chiếc vỏ cây cao cấp với độ hoàn thiện tuyệt vời và chưa bao giờ lỗi thời dù rất nhiều những chiếc cây bể cá khác đã được xuất hiện.